giáo viên lúc bình thường và khi dự giờ. Tôi trội phấn mà em dám né hả? Cho tôi biết vận tốc của viên phấn tôi vừa ném là bao nhiêu km trên giờ. Vận tốc thì em không biết, chứ mà hỏi tốc biến, tốc hành, tốc chạy, ulti, băng xương thì em biết hết trơn á. Về chép phạt cho tôi 100 trang A4 cái câu em hứa sẽ không bao giờ né phấn của cô giáo quỷ xinh đẹp, nết na hiền dịu như nàng công chúa Bạch Tuyết. What the hell? Nghe chưa? Để đúc kết buổi học ngày hôm nay, cô xin mời bạn Trúc đứng dậy trả lời câu hỏi trên bảng. Phép tính là bằng bao nhiêu? Chào ơi, cô dạy dễ hiểu như vậy mà bạn Trúc vẫn không hiểu. Chắc là bạn Trúc đang gặp chuyện gì áp lực hả em? Gia đình có chuyện gì không vui hả? Nhớ tâm sự với cô nha, để áp lực học không được á. Bạn Tâm trả lời được không em? Vậy thì lớp chúng ta không cần đúc kết gì nữa hết. Các em cho một tràng pháo tay để kết thúc tiết học dự giờ ngày hôm nay.